tin vui sẽ đến nha, chắc chắn là có tình cảm. Từ mình sẽ dở lên 6 lá, mình chơi hết một lượt cho các bạn. Kế tiếp là các bạn có lá Hiệp Sĩ Gậy. Hiệp Sĩ Gậy là một hành động, một người mang năng lượng của Hiệp Sĩ Gậy xuất hiện ở đây. Một người mang Hiệp Sĩ Gậy, ai mang Hiệp Sĩ Gậy đây? Thì chúng ta sẽ biết được qua cái trải bài này. Và các bạn biết Hiệp Sĩ Gậy là đó đại diện cho năng lượng của hành động, cho một cái người trẻ tuổi xông pha vào chiến trường. Nhưng mà ngược ở đây là nó có một cái số vấn đề mà chúng ta phải biết là cái vấn đề gặp phải ở đây là sao. Chút xíu là mình sẽ giải thích cụ thể cho các bạn qua trả bài này. Và chúng ta tiếp tục nha các bạn. Tiếp đến là trả bài The Devil. Trời ơi, Devil ra ngựa. Hấp dẫn nha, trả bài hấp dẫn. Chắc chắn tin vui của các bạn về tình cảm rồi, chứ không thể nào khác được. Tại vì mình thấy ba lá bài đầu mà ra năng lượng về tình cảm toàn bộ. Hy vọng là ba lá sau nó sẽ gì là về vấn đề tiền bạc tài chính ha. Chứ ở đây thấy năng lượng của mọi người là đang bị thiên về tình cảm quá nhiều. Và tiếp theo, trời, hai ly nữa nè. Mà cái này lá cuối nha, mình lộn lá cuối cùng, lá trúc hạ là lá cuối đó. Hồi nãy mình bóc lá cuối nè. Trời ơi, Hiệp Sĩ Ly, 6 tiền. Trời ơi, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Trời ơi, có hai hiệp sĩ luôn nha, một hiệp sĩ gậy, một hiệp sĩ ly xuất hiện trong trải bài này, mà điều ra ngược chứng tỏ là họ còn khúc mắc. Cái khúc mắc này khiến cho họ không đến với các bạn. Cái lá bài chốt đầu tiên là bài hai ly, và lá bài cuối cùng là bài hai ly luôn, các bạn thấy không? Thấy không? Đây, thấy chưa? Thấy không? Hai lá bài đầu là lá bài đầu là lúc hai ly, mà lá bài cuối cũng hai ly luôn. Mà năng lượng ở đây là năng lượng của hai hiệp sĩ, hiệp sĩ ly và hiệp sĩ gậy. Hai hiệp sĩ này hiền các bạn, chứ không phải hiệp sĩ kiếm. Khi mà xuất hiện hai hiệp sĩ này là một hiệp sĩ người ta sống thực tế nhưng người ta yêu. Hiệp sĩ ly là người ta sống tình cảm. Cả hai hiệp sĩ này người ta rất là chân thành trong tình cảm, nhưng mà cái phần trẻ con người ta còn rất là nhiều. Vấn đề họ gặp phải là gì? Tại vì trẻ con thành ra họ chưa suy nghĩ chín chắn, mà chưa suy nghĩ chín chắn hay dễ dẫn đến tình cảm đổ vỡ lắm. Khi mà nó ra ngược gì nè, là chứng tỏ là họ đang có vấn đề với các bạn. Thì chút xíu để mình coi cái trải bài này, cái vấn đề gặp phải của các bạn ở đây là cái gì. Thật sự cái lá trải bài này là trải bài đẹp. Tại vì bạn thấy rồi đó, mở đầu là hai ly, mà kết thúc là hai ly. Mà bạn có biết trong một trải bài tarot lá bài đẹp nhất về tình cảm là bài nào không? Chính là bài hai ly. Không có nào đẹp hơn mà là hai ly. Nó đại diện cho một cái năng lượng vô cùng đẹp luôn. Kiểu như hai tâm hồn đồng điệu á, giống như là mình đã tìm gặp được một cái người hiểu mình hiểu người ta. Hai người đến với nhau, mỗi người có một cái ly á, mình dâng cái mình có cho cái người đó còn lại, thấy không? Cái kiểu là mình rất trân trọng cái mối tình này, mình cầm cái ly mình dâng cho nhà, và được sứ kiến của thiên thần, phải không? Hai người đều có một cái sự trân trọng của tình cảm hết, chứ không phải là mình yêu cho có, mình đến cho có, hoặc bên này nhận bên kia quá nhiều. Cái kiểu là ăn đồng chi đủ á, đồng lòng, đồng chồng, đồng chồng, à, học về vợ chồng, đồng lòng, cho mình quên câu đó rồi cha. Cái gì mà tác biển đông cũng càng á, lâu quá không nhớ các bạn ơi, sorry các bạn nha. Nhưng mà ở đây cho thấy bạn thấy không, cái năng lượng của Hailey rất đẹp. Bởi vì khi mà các bạn đến với nhau, chúng ta tạo giá trị cho nhau á, cái điều quan trọng nhất là các bạn vẫn cần hai bên phải điều với nhau về cái mặt năng lượng, chứ không thể nào một bên cho không, một bên nhận không hoài cũng được. Mình cho không hoài mình cũng nản, mà cái người nhận hoài họ đem ra cái tâm lý hiển nhiên, họ khi dễ mình. À, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Cảm ơn bạn Julie nha. Trời ơi, giờ bạn nhắc á, quên, mình hay thích nói câu này lắm mà mình hay quên lắm, không biết tại sao luôn. Thì tiếp theo mình sẽ thích cụ thể cho các bạn theo từng lá bài một, để các bạn thấy là cái trải bài này mình hứa hẹn với các bạn chắc chắn không phải là một trải bài buồn. Đương nhiên nó sẽ có một số khúc mắc, tại vì khúc mắc ở đây nó ra ngược á. Như các bạn nhìn thấy nè, đây là lá bài này gậy ngược, thấy không? Để mình giải thích từng cái. Đầu tiên đi, mình đi từ phần một. Các bạn thấy bài có rõ không vậy? Để mình sửa soạn cho nó ngang ngắn lại, mình dễ thấy, mình dễ giải thích cho các bạn. Sẽ có một cái số năng lượng nó hơi xấu nhưng không sao. Nhưng mình rất mừng khi mà lá bài mà đi vô nó ra ngược vậy, trời là cũng may mắn.
là may mắn các bạn, là tới khúc cái mình trở lại rồi, mình trở lại đường đua rồi, mình được yêu rồi các bạn. Hôm bữa giờ trải bài á, toàn là ra thẳng lắm mà, là các bạn bị ngục tù á. Bây giờ là cuối năm, tin vui này là tin vui về tình cảm nha mọi người. Ở đây là tin vui về tình cảm chứ không phải là tin vui về tiền bạc, nên do đó là mọi người sẽ gặp về vấn đề tình cảm. Và mọi người biết rằng khi mà lá bài này hai ly xuất hiện trong một trải bài, nó đại diện cho cái năng lượng là lúc trước hai bạn đã từng yêu nhau rất là nhiều. Chúng ta đến với nhau kiểu như là ban sơ vậy. Em đến với anh đến với em, chúng ta đến với nhau, chúng ta góp cho nhau một cái cuộc sống rất là màu hồng. Hồng thì hồng luôn các bạn. Và lúc này mình vượt qua cái ranh giới của cái sự chứng kiến của các thiên thần. Mình vượt lên trên tới bầu trời luôn. Cái thân hoa của hai bạn ở Nghi Xương rất là cao. Các bạn nhìn thấy là bài không? Yêu nha nè. Chàng là thiên thần, nàng giống là tiên hạ giới vậy. Mình đến với nhau cho mình vượt qua tất cả các khó khăn, vượt qua tất cả các định kiến của xã hội, vượt qua luôn cả lề lối luôn. Mình đến với nhau vì yêu thôi, chứ không vì cái gì hết. Hoàn toàn các bạn mê đắm trong cái tình yêu này. Chứng tỏ lúc trước hai bạn đến với nhau là một cái tình yêu chân thật. Ở đây không có xuất hiện về vật chất, cũng không xuất hiện sự lừa dối. Đến với nhau bằng trái tim ban sơ. Bởi vì sao? Hai cái ly này, người ta đến với nhau bằng cái dòng nước tinh khiết, chứ không phải vì tiền. Hai tiền là đến vì tiền, hai kiếm là đến vì danh lợi, hai gậy đến vì hành động sự nghiệp. Nhưng các bạn thì đến bằng cảm xúc, và các bạn được nuôi bằng cảm xúc. Cảm xúc đây được nuôi rất là nhiều. Mối tình hai bạn lúc trước là mối tình cực kỳ đẹp. Bởi vì khi một cái trải bài về tình yêu mà xuất hiện những bài hai ly này, chứng tỏ là cái tình yêu này là tình yêu bằng cảm xúc. Chúng ta yêu thật tâm, thật lòng, cả hai người luôn, chứ không phải một. Bởi vì cái ly thánh này là cái linh đựng chứa cái suối nguồn của hạnh phúc. Cái suối nguồn này được nuôi dưỡng bằng cái thiên thần. Cái thiên thần này trao cho người nam, người nữ đến với nhau. Và chúng ta dâng với nhau cái tinh khiết này cho nhau. Mình dâng cái ly nước này, mình trao cho cái người mình thương, và người ta trao lại, có sự trao đổi cho và nhận rất là đều ở đây. Em nhường anh nhường em, với sự nhường nhìn ở trong đây rất là nhiều luôn. Nhưng mà lý do tại sao nếu như bạn nào không hạnh phúc, bạn ngắt kết nối thì sẽ có lý do. Mình sẽ đi tới tiếp các bạn thấy. Tại vì á, không có tình yêu nào mà không có sóng gió hết trơn. Bạn nào mà cứ nói là tình yêu của tôi là tình yêu đẹp như mơ, không bao giờ gặp chuyện gì là bạn đó xạo. Anh em trong nhà còn gây nhau, ba mẹ còn gây nhau, mắc mớ gì hai người dưng xa lạ không nghe nhau. Nếu mà các bạn không nghe nhau là có một đứa làm nô lệ của đứa kia thôi, chứ không có chuyện gì mà xảy ra ở đây hết trơn á. Nên đừng có ai mà vô comment tôi là tình yêu của tôi đẹp lắm, không bao giờ xảy ra cái chuyện người ta không có các bạn. Không bao giờ có trên cuộc đời này một mối tình đó. Nên thành ra các bạn nào mà yêu mà không đau khổ là các bạn bị sai, yêu sai biết không? Yêu sai trầm trọng, yêu là phải đau khổ, yêu là phải chết trong lòng đi một chút, yêu phải ghen tuông, yêu là phải ích kỷ, yêu là phải hờn ghen. Nhưng mà cái hờn ghen mình nó vừa đủ, ích kỷ mình nó vừa đủ, nó khác. Cái gì mà nhiều quá cũng không được các bạn. Nên do đó chúng ta đến với mặt cảm xúc là có thật. Nhưng mà cái vấn đề để giữ cái mối tình này ban sơ này nó khó vô cùng. Bạn thấy không? Để từ đây nè, tới đây nè, chúng ta phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn? 1, 2, 3, 4, 4 cái kiếp nạn, 86 kiếp nạn cái mối tình phải trải qua để chúng ta đến hồi kết thúc. Một cái khởi đầu là tình yêu, một cái kết thúc là tình yêu. Nhưng mà để một cái quãng đường mà hai bạn đến được với nhau như vậy á, là các bạn phải trải qua một cái khó khăn tới 86 kiếp nạn. Thì ở đây 86 kiếp nạn nói gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ bóc tách từng kiếp nạn cho các bạn thấy ha, để coi thấy là cái mặt tối của mình là gì, cái sai lầm của mình trong vấn đề này là gì, và tại sao cái tin vui cuối cùng là hạnh phúc. Yên tâm nha, cuối cùng là hạnh phúc nha, nên đừng có sợ, chắc chắn là tin vui là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ để mình biết là con đường mình đi tới hạnh phúc đó là con đường này nó chông gai hay là con đường nó dễ dàng. Chắc chắn là không có dễ dàng rồi, rõ ràng không dễ dàng. Nhưng mà nếu các bạn vượt qua hết tất cả bài học của 86 kiếp nạn này là bạn sẽ được thôi. Tường tăng đi thỉnh kinh còn gặp nạn, huống gì chúng ta yêu các bạn. Nên thành ra đừng có nghĩ là không gặp nạn, không có đâu. Ít ai mà đường thấy nhau cưới liền mà không gặp kiếp nạn đâu. Lấy nhau mà lấy cưới liền hạnh phúc liền, xin lỗi về nhà cũng bỏ nhau sớm thôi, ta chưa có hiểu nhau mà cưới nhau gì. Khi mà các bạn trải qua những kiếp nạn này là lúc mà chúng ta hiểu được là tình yêu là gì, chúng ta biết nhường nhịn bao dung tình yêu của mình.
Bây giờ mình giải thích cho các bạn ha. Mới khởi đầu thôi các bạn. Ở đây qua cái trải bài sáo lá này, các bạn sẽ thấy được là cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn. Lá bài thứ hai nó sẽ tượng trưng cho cái thử thách. Lá bài thứ ba nó tượng trưng cho quá khứ. Lá bài thứ tư nó đại diện trưng cho tương lai của các bạn. Và lá bài thứ năm tượng trưng cho lời khuyên mà các bạn cần. Là lá bài thứ sáu đại diện cho năng lượng của kết quả. Và bây giờ mình sẽ đi từ từ. Lá bài đầu tiên là mang năng lượng của lá bài Hailey. Khi lá bài Hailey này xuất hiện ở đây, một lá bài biểu thị cái sự hòa hợp tình yêu của hai bạn. Nó chặt chẽ lắm. Chúng ta yêu mà cái yểu kiêu, cái kiểu cặp giác và hai trái tim nó dính chặt vào nhau các bạn. Nó kinh khủng lắm. Mình không biết diễn tả cái yêu này sao cho các bạn. Yêu không, mình thiếu người đó chắc mình thở không nổi á. Là các bạn tình yêu các bạn là vậy đó. Chúng ta thở không được. Chúng ta gặp cái này chúng ta hồi hộp, tim đập thình thịch. Hàng anh 5 giờ mà 3 giờ đây em đã buồn rồi. Bắt đầu em canh giờ rồi. Em thình thịch á. Cái cảm giác mà các bạn biết cảm giác yêu mà yêu thình thịch không? Khi mình chúng ta yêu ai á, mình tới giờ mình gặp người ta, trời ơi mình rung thiệt rung. Trái tim đập không ngừng nghỉ. Thì ở đây các bạn có năng lượng đó. Năng lượng đập loạn xạ luôn. Gặp nó rung nó không nên lời. Nó nắm tay một cái muốn té xỉu luôn. Thì cái năng lượng ở đây các bạn có năng lượng đó. Cái tình yêu này cho thấy á, cho dù gia đình nè, bạn bè, những cái hành vi trong xã hội có ngăn cản các bạn thì các bạn cũng sẽ đến lao và yêu bất chấp. Mình nói hồi nãy mình nói đó, bất chấp vượt lên cái lề lối định kiến, ba cắm mẹ cắm đi luôn, leo rào đi gặp người yêu luôn. Giờ không tiền đi mượn nợ lo cho người yêu mình luôn. Ở đây năng lượng các bạn có năng lượng đó. Cái năng lượng mình hy sinh tất cả vì nhau, một năng lượng rất đẹp. Nhưng mình nói cho các bạn biết, chính cái này là cái nền tảng yêu là phải như vậy các bạn. Yêu là phải bất chấp ba mẹ, bất chấp định kiến, bất chấp bạn bè đến chi, nó mới vững mà. Tại vì chúng ta yêu, chúng ta sợ đủ thứ. Chúng ta sợ ba mẹ, chúng ta sợ bạn bè, chúng ta sợ chúng ta không có tiền. Thì cái đó không phải là cái nền tảng của tình yêu. Nền tảng tình yêu là gì? Chúng ta bất chấp vì nhau. Như vậy nó mới mạnh. Như vậy cái đế nè, cái đế nhà nó phải mạnh như vậy á, thì quả ma các bạn mới vượt qua sóng gió. Chứ cái đế nhà mà các bạn còn sợ ba em cấm, mẹ em cản, tiền anh không có, bây giờ em sợ yêu anh, em không có tương lai, anh sợ yêu em, anh khổ, là bảo đảm các bạn chia tay sớm. Nên thành ra các bạn nghiệm ra đi, cái mối tình các bạn có thực sự là cái nền tảng mình mạnh như vậy, mình dám vượt, mình dám leo rào, mình dám cãi cha cãi mẹ mình đến với nhau không, thì đó mới mạnh. Đã nói tình yêu là phải như vậy, tình yêu là phải bất chấp. Và ở đây lá bài nói, đó là một năng lượng rất đẹp cho tình yêu. Mình không nói về cái năng lượng về gia đình, báo hiếu gì không có. Đi xét về khía cạnh tình yêu thì cái năng lượng mà các bạn bắt chấp như vậy á, vượt lên cái lề thói định kiến là một cái năng lượng vô cùng vững chắc, tạo ra cái nền cho các bạn nè. Một cái nền vô cùng vững chắc để các bạn có thể vượt lên. Bây giờ mình có cái nền đẹp rồi nè. Bây giờ khó khăn cũng đến, hạnh phúc là có nhau được rồi. Hai túp liều tranh có quả tim vàng là cũng yêu nhau thôi. Mình hỗ trợ nhau, nghèo hả, chơi luôn. Bây giờ đạp xe đạp cũng lấy nhau luôn. Cái tình nó đẹp vô cùng. Cái này chỉ có hồi xưa thôi các bạn. Nên bạn thấy hồi xưa tình cảm nó đẹp là vậy đó. Hà thiếu thốn nhưng mà hạnh phúc. Chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta có tất cả mọi thứ. Nhưng các bạn phải là, các bạn đang mong cầu một cái tình yêu giống như vậy xuất hiện trong đời của các bạn không? Mình là mình mong cầu đó nha. Tiền kiếm ra được các bạn. Ba mẹ có giận mình năn nỉ cũng sẽ được. Bạn bè nó bỏ mình chơi đứa khác. Nhưng mà cái người mình thương mình bỏ uổng lắm. Sao mình kiếm được cái người giống như vậy trong đời của mình? Khó vô cùng. Và lá bài thứ hai, nó đại diện cho những cái thử thách mà hai bạn gặp phải trong cái quá trình yêu nhau là gì? Thì đây là lá bài nền tảng. Cái hiện hồi quá khứ hồi xưa các bạn đã đến với nhau như vậy. Lá bài thứ hai nó sẽ đại diện cho năng lượng là thử thách nào mà nó kìm kẹp để cho mối tình các bạn nó như vậy vậy, nó không được trọn vẹn vậy. Nhưng mà những tháng cuối năm này vũ trụ sẽ giải thích cho các bạn hiểu năng lượng nó đang diễn biến như thế nào. Thì thử thách đây các bạn gặp phải là lá bài hiệp sĩ gậy. Đã nói tới hiệp sĩ là phải trẻ nha, là phải năng lượng nha, là phải hừng hực nha, là phải bốc đồng nha, là phải hơn thua nha, tại trẻ mà. Mình đâu phải đốt bài ra đốt bài ông già đâu. Nhưng mà yêu trẻ nó thích chứ. Dù bạn ở độ tuổi nào, nhưng mà cái năng lượng người yêu của bạn vẫn là một cái tuổi trẻ, một cái thanh niên sức
khỏe tràn trề, một người phụ nữ căng tràn trong cuộc sống, chứ không phải là một ông già cụ khủng hay một bà già cụ khủng. Nên ở đây, mình đã chơi với năng lượng trẻ thì mình phải trẻ giống vậy, tương xứng về mặt năng lượng. Ở đây mình quen người trẻ, mình cái tâm lý mình già là mình không vô dây đờn những người này rồi các bạn. Cái thử thách này, giờ mình suy xét đây, có phải mình quá xét nét, mình quá già, mình già hơn so với cái người mình quen không? Bạn cảm nhận là cái năng lượng mình tỏ ra có phải là lúc nào đi chút chơi chút xíu là cũng mỏi chân, ăn cũng không được, đòi hỏi ích kỷ, không dám xông pha, không dám yêu, không dám làm cái gì hết, là không có hợp với năng lượng này. Cái năng lượng này là cái năng lượng của tuổi trẻ, năng lượng là hết mình, chơi hết mình. Nhưng cái thử thách này nó cũng nói lên một cái số điều là bản thân cái việc trong mối tình hai bạn khi xưa, hai bạn có một cái thiếu kiên nhẫn với nhau. Thiếu kiên nhẫn ở đây là sao? Có thể là có một số chuyện mình nhịn được nhưng mình không có nhịn. Tại vì các bạn bị sai lầm á, mình sai lầm cái mình thấy mình yêu, mình nghĩ thằng này nó yêu mình chắc rồi, con này yêu mình chắc rồi, nên thành ra mình lên mặt các bạn. Cái lá bài này nó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì yêu á, mình thấy người ta yêu mình thiệt rồi, giờ cái mình nghĩ là mình không cần giữ lề lối gì hết, giờ yêu rồi còn giữ gì nữa, yêu mà khách sáo hả, sao được. Sai nha các bạn, càng yêu là càng phải khách sáo. Đừng có nghĩ là mình yêu nhau rồi, mình biết nhau hết rồi, mình ngủ với nhau rồi, mình không cần khách sáo. Sai 100%, sai 1000%, sai 1000000%. Càng yêu, càng về sâu vô sâu là càng phải khách sáo, vô cùng khách sáo. Cái này không phải mình nói, mà cái này đó là người ta đã nghiên cứu trên 50 năm những cặp yêu nhau. Người ta đúc kết kết luận là đã là vợ, là chồng, đã là người yêu với nhau, chúng ta phải khách sáo hơn người ngoài 5 lần. Thí dụ con bạn đó, mình có thể nhìn nó được, nhưng mà đó chồng mình, vợ mình nhìn gấp 5 lần các bạn. Mình nói với con bạn, mình lựa lời nói gần chết, mình uống lưỡi 7 lần để mình nói chuyện với nó. Đối với vợ với chồng, mình uống lưỡi 35 lần. Mà cái này được đúc kết sau 50 năm người ta theo đuổi. Lý do tại sao các cặp không hòa hợp là các cặp đã bỏ quên cái vấn đề lịch sự văn minh trong giao tiếp với nhau. Chúng ta đã bỏ quên cái năng lượng khách sáo. Chúng ta bỏ quên là chúng ta phải đẹp mỗi lúc mỗi nơi trong mắt chồng mình, trong vợ mình, yêu mình. Các bạn thấy không? Sai lầm cho mình cái này. Lúc mình đọc cuốn sách đó mình dở lỡ ra các bạn. Mình nói trời ơi, tại sao vậy trời? Tại sao tôi sống sai, tôi yêu sai dữ vậy trời? Mình hồi xưa ghê lắm bạn. Mình ăn khu đủ với người yêu mình luôn đó. Nhưng mà là sai nha bạn. Nhớ cho mình, đã là vợ, là chồng, đã là người yêu nhau, các bạn phải khách sáo với họ, phải chiều họ gấp 5 lần so với người ngoài. Thì bạn tưởng tượng đó, 5 lần là kinh khủng lắm. Tao nói nhịn phải, bây giờ hả, phải nhẹ nhàng nói chuyện là anh ăn gì chưa anh, em uống gì cho em, hôm nay em có mệt không vậy, rồi bây giờ em cảm thấy là cần phải không. Các bạn đừng có nghĩ là sến ha, không có sến các bạn. Nó chính là cái chất xúc tác giữ cho cái mối quan hệ các bạn dính chặt với nhau á. Bạn để ý đi, vợ chồng mà mình nhỏ nhẹ ở nhau, mình ân cần, lúc nào mình cũng đẹp trong mắt chồng mình, trong vợ mình, lúc nào mình cũng yêu chiều, mình suy nghĩ lời nói nào. Bây giờ người ta đi nhậu về mình đâu dám chửi người ta đâu. Anh đi nhậu về có mệt không dạ? Em không muốn anh nhậu về hoài hại sức khỏe cho anh, mà em muốn anh ở nhà với em á, chứ không có anh đi nhậu như vậy nữa. Bạn thấy nó khác không? Cái khách sáo này để giữ cho người ta không có nỡ bỏ mình. Nên bạn thấy cái này không phải mình nói bằng cuộc nghiên cứu 50 năm để người ta nói lên cái chuyện này. Cái hành xử mình á nè, bốc đồng nè, hành xử bị sai nè, hành xử hờ ơ người yêu mình, tưởng là yêu rồi cái bà lên mặt xin lỗi hả, đã yêu nhau hả, giấu cái xấu của mình còn giấu hơn là giấu mèo giấu cái kia nữa các bạn. Lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ, dù có mệt làm việc nhà ở nhà xong mà chồng xuất hiện một cái là mình phải giống công chúa quá vậy, mình đợi chồng mình về, chứ không phải là mình như bà điên bà khùng. Không phải là chân ái thân cao người dơ dái rồi hôi này kia là sao ta yêu được bạn. Mình cứ đặt mình vô vị trí cái người mà ta gặp mình như vậy á, mình biết liền cái cảm giác người đó liền à. Mình nói rồi, mình ở Mỹ nha, mình thấy là cái cặp người ta khách sáo lắm các bạn.
khách sáo chúng ta mới yêu nha, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng luôn, người ta không nỡ làm người khác đau luôn, dù như có chuyện gì xảy ra không, người ta không bao giờ người ta chửi người yêu mình đâu. Dìu nhau đi, dắt nhau đi, ăn uống nhỏ nhẹ, mình tưởng mới yêu không à, mà không phải, đã người ta học được cái bài học rồi, người ta đã học được cái bài học rồi, đã là vợ là chồng, đã là người yêu với nhau, càng lâu là phải càng khách sáo, càng yêu kiều, càng ăn cần, càng phải suy nghĩ, uống lưỡi 35 lần để nói chuyện, khách sáo 5 lần so với người ngoài, bạn nhớ mình cái câu này. Bởi vì cái năng lượng chúng ta thử thách cái gì? Thử thách ở đây là các mình không có suy nghĩ thấu đáo, mình bị cám dỗ bởi những cái quy định thấp tắt, và mình thấy là mình không cần cẩn thận, mình phải nói, mình muốn nói thì mình nói, không có suy nghĩ, hành động của mình là kiêu ngạo, tại mình thấy nó yêu mình rồi, mắc mớ gì phải chịu nó. Bạn biết cái tích tụ á, hôm nay á nổi nóng với ta một cái nó lên thi một lớp, ngày mai nổi nóng thi một lớp nữa, ngày mốt nó thi một lớp nữa, ngày bữa lên một lớp nữa, nó chắc chồng dày vậy nè, có yêu được không? Yêu sao nổi mà yêu, bụi mà nó bám bụi bám mà mình không chùi, đương nhiên nó phải gãi đổ thôi. Thì năng lượng đây là gì? Chúng ta mang năng lượng kiêu ngạo, chúng ta nghĩ là đã yêu rồi, chúng ta không cần chăm sóc, chúng ta không cần khách sáo, chúng ta không cần làm gì hết, chúng ta không cần lãng mạn, chúng ta không cần gì hết. Là các bạn đang sống sai nha các bạn, sai 1000%. Trời ơi, các bạn học được cái bài học này đi là các bạn cuộc đời các bạn linh là khác liền luôn á. Tại sao mình hành xử mình yêu mình sai quá trời rồi, mà các bạn thấy ở Việt Nam có ai nói mình chuyện này không? Không ai nói hết, tụi Mỹ nó nói đó. Trời ơi, yêu nhau rồi bắt mới phải khách sáo, phải sống bụt tẹt, phải sống gì mới thật chứ, thật đi, thật hoài rồi ê chề đó. Cái thật của các bạn là nó ê chề, sao mình người nào càng thật trong tình cảm với người đó, càng muốn sống thật mà sống theo cái bản ngã thú tính của mình đó, là cái ê chề nó diễn ra cái khúc sau nha. Cái đó không phải là sống thật, mà cái đó là sống sao? Sống bản năng, cái sống của những người có bộ não suy nghĩ của não động vật đó. Tại chúng ta là não người, chúng ta phải suy nghĩ nó khác. Bản thân mình nghĩ mình sống thật làm sao? Bây giờ là bạn đặt mình như người ta đi, là mệt về thấy con vợ thấy ghê, có muốn gì không, có muốn ăn nhậu gì không hề nha, nói với mình là không nha. Hay là chồng đi làm gì dơ hôi hám, tóc tai bù xù râu ria tùm lum, thôi nắc tùm lum, bạn có dám ôm, sao dám ôm? Như vậy thôi, bạn đủ thấy mình sai rồi. Đừng có nói sống thật ở đây là không luôn. Sống thật ở đây là mình sống theo dạng thú tính, chứ không phải là sống theo của kiểu con người. Mình thương của nhau đây là mình thương mình gì? Mình cho nhau cái tốt nhất, mình cho cái thơm nhất. Cái người mình thương đương nhiên phải đưa cái thơm nhất cho người ta, chứ ai được cái thúi nhất cho người yêu mình bạn. Bạn công nhận không? Cái vấn đề là mình nói là nói người thương, người thương là phải thơm tho sạch sẽ, cái gì ngon nhất cho người ta, tại vì đưa người ta ăn cái dở nhất và họ nói người ta thương, lại thương nên tôi nói vậy. Rồi đó, cái kết đang đợi. Lá bài thứ ba đại diện cho năng lượng là quá khứ của các bạn. Lý do vì sao mà các bạn chia tay, lý do vì sao các bạn chia tay, quá khứ này là quá khứ gì? Ta nói lá bài nó ra nó đúng kinh khủng khiếp. Lá bài đi vô nè, đó, mình nói sai không? Đó, cơ bì và bóc bài là chỉ có đúng thôi, mình nói thiệt bạn luôn, nó chỉ phải ra như vậy chứ không ra khác được nè. Tại sao? Yêu có nè, hạnh phúc có nè, nền tảng có, cảm xúc có nè, nhưng mà sao nghĩ yêu quá kiêu ngạo nè, tao sống thú tính nè, tao muốn làm gì tao làm, tao chửi yên nguyện mình, tao làm tất cả những gì mà tao thích, tao xuất hiện thì tao không xinh đẹp đó, tao nói tao chỉ thề đó, tao hổn láo đó, tao không lắng nghe đó, tao áp đặt đó, tao đủ thứ hết. Cái xấu này, cái xấu nó tràn đi, nó biến cái năng lượng đẹp này nè, năng lượng ban sơ thành năng lượng đi, nhìn đi. Có quá trình nha các bạn, quá trình nó diễn ra nè. Đẹp lắm, hồi xưa nè, thiên thần nè, ôm nhau nè, yêu riết sao không biết nè, yêu riết sao không biết nè, thành nè, địa ngục nè. Các bạn thấy lúc nãy mình á, mình bóc bài mình đâu có sắp xếp đâu, mình xào bài nó ra y chang không? Tại nó không có lá bài nó đẹp, giống như cái trải bài nó đẹp vô cùng, nó đúng là phải diễn ra như vậy, nó mà lá khác nó vô bị vô duyên cái trải bài này. Được không? Nếu mà cái lá bài này nó ra là trật lắc nha, năng lượng nó ra rất là đúng, nó phải diễn biến như vậy. Mình đến với nhau vì cái gì? Cái thử thách này, mình sống sao nè, bây giờ mình dẫn cái quá khứ đau buồn này, là mình sống mình bị cái con quỷ Satan nó dẫn dắt cái mối quan hệ,
nó dẫn cái mình vô, mình hồng thì hồng luôn nè, mình hồng mình tím đẹp cái ba trên trời nè, nó dẫn xuống đen thù lu luôn nè, tự nhiên đen đen nước đẹp xuống ống cống luôn. Vì sao? Vì cái hành xử mình nè, cái kiêu ngạo nè, cái thờ ơ nè, không chăm sóc nè, không quan tâm nè, cho mình đúng nè, cái bản ngã của mình nó dẫn ở đây thôi. Tất cả những con đường đau khổ trên cuộc đời này nó xuất phát từ cái bản ngã của con người mà ra thôi. Nếu chúng ta biết điều khiển cảm xúc của mình, nếu như chúng ta biết kiềm chế cái tôi của mình, chắc chắn các bạn ở thiên đường mãi mãi. Nhưng mà sao? Chúng ta là con người á, nên chúng ta bị cái bản ngã, bị cái tôi của mình nó xiềng xích cái bạn, nó dẫn bạn đi nè, nó dẫn tới đây luôn. Và nó dẫn tới lá bài của sự ác quỷ. Lúc trước á, mình đến với nhau, mình dâng hai cái ly với nhau. Bây giờ mình đến với nhau, mình lấy hai cái dây xiềng, mình xích, mình cột nhau nè. Bạn thấy không? Hồi xưa yêu nhau, lấy nước, lấy hoa, lấy cỏ, lấy thơm trao cho nhau. Bây giờ yêu nhau rồi, yêu hoài biết sao. Đứa này lấy cái dây xích trói đứa kia lại, trói tay, trói chân để sao? Nó không có thoát ra được. Và cuối cùng ai điều khiển? Hồi xưa thiên thần điều khiển, bây giờ ai ác điều khiển? Ác quỷ. Bạn thấy nó buồn không? Buồn lắm. Mình đẹp vậy nè, mình sống ban sơ, mình xinh đẹp, mình năng lượng mình quá đẹp. Bây giờ lúc nào sao? Không, ở đây năng lượng mình nói các bạn nghe, mình có thể là mình hành xử đúng, nhưng người yêu mình hành xử sai. Vấn đề ở đây để yêu nhau khó lắm các bạn. Để yêu nhau là mình phải cần năng lượng của hai bên. Hai bên thì phải tích cực hết mới yêu nhau được. Chứ một bên tích cực, bên tiêu cực của mình cũng chia tay nữa. Tao nói rồi, cặp nào mà yêu nhau nó khó vô cùng. Nên đừng có ai nói mà hạnh phúc đây, tôi không tin đâu ha. Trong tiểu thuyết còn không có nữa đó. Nên là phải tương đồng về mặt năng lượng. Mình tích cực nhưng mà chồng mình nó tiêu cực thì sao hai đứa đến với nhau được. Cũng phải vậy, cũng phải xuống ác quỷ thôi. Cái gì cũng vậy, mình phát triển nhưng mà cái người yêu mình phát triển. Cái hay của mình là làm sao để cho cái hàng đó, con đó nó theo mình, nó phát triển với mình mới là hay. Để yêu tôi nói, giờ mình sau khi mình xem rất nhiều trải bài, mình nói ở độc thân nó khỏe hơn các bạn. Tại mình không bị cộng năng lượng, mình không bị cộng nghiệp, mình không bị kéo nghiệp. Chứ mình yêu mình dễ kéo nghiệp lắm. Mình đang thành người tốt, thành người xấu nào mình cũng hay luôn. Biết sao? Bị sa tăng này, bị con quỷ nó dẫn dắt nè, bạn thấy không? Ở đây cho thấy gì? Khi mà lá bài của ma quỷ đảo ngược như vậy, cho thấy là cái việc mà các bạn hồi xưa các bạn ở trong cái kìm hãm, cái kìm hãm của một cái năng lượng vô cùng xấu về cái thế giới vật chất, về tình, về nhục dục, về tiền bạc, về nghiện ngập, về cờ bạc, về nói chung cái gì mà xấu xa trong cuộc đời, là nó nằm trong cái mối quan hệ của bạn hồi xưa. Nhưng mà mình nói các bạn nghe, cái may mắn hiện tại bây giờ là sao? Các bạn thoát rồi. Tại nếu như mà các bạn còn trong cái vũng lầy đó, là các bạn không coi phim Catarot này đâu. Lúc đó các bạn làm cái chuyện khác, lúc đó bạn dành thời gian bạn đi nhậu, các bạn dành thời gian các bạn làm cái gì đó về nhục dục, các bạn nằm, các bạn mình rất tích lớp, hay là mình cờ bạc rượu chè. Nhưng ở đây khi các bạn đã xem trải bài Tarot này, tức là sao? Tức là các bạn đã thấy cái vũng lầy đó rồi, bạn nhận nó rồi, và đây là cái lúc nó giải phóng bạn ra khỏi vũng lầy này. Nó ra ngược lý do gì đó. Và tin với vũ trụ nói là từ đây tới cuối năm bạn sẽ thoát ra được cái vũng lầy này. Chắc chắn sẽ được. Mình không còn bị xiềng xích nữa. Mình không còn cảm xúc dẫn dắt mình nữa. Mình không còn đau buồn tổn thương nữa. Mà lúc này các bạn nhìn ra là cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ tô xích. Chúng ta đến với nhà hồi xưa ban sơ thiệt, nhưng mà cuối cùng chúng ta biến chất. Chúng ta vì ích kỷ, chúng ta vì cái sự đam mê, chúng ta vì cái sự nhục dục, cuối cùng chúng ta biến cái mối tình này thành một mối tình tệ nạn, một mối tình sai không lành mạnh. Thì ở đây cái thời điểm này, khi các bạn xem cái trải bài này, là các bạn đã thấy được việc này. Lúc này lúc chúng ta giải phóng ra cái năng lượng này, chúng ta khóc để chúng ta tiến tới một lá bài thứ tư, chính là cái việc gì làm cho các bạn thất vọng về cái mối tình này. Lá bài hiệp sĩ ly ra ngược là mình thất vọng về cảm xúc thôi. Mình nói là tại sao hồi xưa mình đến với nhau yêu nhau vậy, cái cảm xúc hồi đó sao, tại sao họ không dành cho mình, biểu thị cái sự thất vọng đó. Mình kỳ vọng cái người đó, hồi xưa em lấy anh vậy, em tưởng anh là công chúa hoàng tử, giờ tự nhiên cuối cứ nhau về hành ác quỷ làm sao vậy, tại sao vậy? Tại vì mình đặt kỳ vọng á bạn, mình đặt cái kỳ vọng mong muốn mình quá cao. Cái gì mà càng kỳ vọng, cái gì càng mong muốn là con đường dẫn tới sự đau khổ và tổn thương. Do đó mình bỏ cái kỳ vọng mình xuống, mình bỏ cái mong muốn mình xuống,
mình đến với tao, mình trao hết trái tim, mình cứ yêu đi. Đừng có mong là người ta làm gì cho bạn hết. Đừng có mong là hôm nay anh phải cho em 100.000, hôm nay mai em phải cho anh hung 2 cái, mai em phải chở đi chỗ này. Đừng mua vàng 3 cây vàng, chiếc xe mua nhà cho em. Càng kỳ vọng là càng chết. Và có thể ở đây một số bạn, các bạn lý tưởng hóa về cuộc tình cái mình, các bạn tô màu hồng, các bạn nghĩ là ai đó họ phải yêu mình thôi, bây giờ phải yêu mình mãi mãi như vậy chứ không thể khác được. Theo năm tháng thời gian, các bạn cái gì nó cũng phai nhạt hết trơn. Quan trọng là cách hành xử chúng ta giữ lửa được lâu bao lâu thôi. Chứ thực sự theo quy luật của vũ trụ, thành trụ bại diệt, tất cả các mối tình đều có kết thúc đau buồn hết. Nên thật là du hút nào thì cái vui ha. Cái quy luật vũ trụ các bạn, một cái vòng tuần hoàn tròn, một cái tuần hoàn vậy, bắt đầu thành trụ bại diệt, nó xây dựng, nó xây tròn như vậy, nó xây tròn như vậy. Một cái bánh xe nó lăn vậy, yêu nhau không yêu, hờn ghen giận hờn, chia tay đau khổ, nó vậy hoài nè. Làm hết một vòng vậy thôi mà chúng ta cứ muốn giữ lửa hoài. Muốn năm anh number one các bạn, number one phải number two, number three, number four, number five, number six, cuối cùng là number zero luôn. Các bạn phải nắm được cái quy luật này. Đây được gọi là quy luật vô thường trong đạo Phật. Tính không trong đạo Phật nằm ở đây. Dòng quay luân hồi nè, nó phải xây dòng. Chẳng có ai ăn đời ở kiếp mình, chẳng ai tốt mình hoài và chẳng có ai yêu mình hoài. Phải nên nhớ cái điều này. Thành ra là đón nhận tất cả mọi thứ. Hôm nay anh số 1, em số 1. Hôm nay anh số 2, em số 2. Hôm nay anh số 3. Hôm nay anh thứ 6, em thứ 6. Hôm nay anh thứ 7. Mắc mớ gì thứ 6 mà nhớ lại từ thứ 2 chi vậy. Đau khổ nó diễn ra chỗ đó. Cái kỳ vọng này, thứ nhất là nhớ về quá khứ, kỳ vọng vào tương lai. Mới thứ 2 mà đầu cuối tuần nghỉ ngơi rồi đâu ra các bạn. Do đó cái việc này mình đừng có lý tưởng nữa. Mình sống thực tế, mình biết là yêu nhau cũng sẽ có lúc gây gỗ, yêu nhau cũng sẽ có lúc đau khổ. Quan trọng là cách hành xử của mình. Để mình gặp cái chuyện đó, mình làm sao để mình hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà gãi đổ. Quan trọng là bài thực tế. Bởi vì cái mình nghĩ là mình đâu phải tin là Phật các bạn. Đâu có mối tình nào mà thanh mai trúc mã yêu nhau tới già đâu. Chẳng có mối tình, không có ai luôn. Mình nói thì không có một cặp nào trên đời nào mà vậy hết, bảo đảm các bạn luôn. Tao nói yêu 6 tháng thấy hạnh phúc là mừng rồi đó, 10 năm thấy hạnh phúc là mừng. Không có cặp nào mà bền vững mãi mãi lâu dài. Nên thành ra đừng có đặt cái mục tiêu đó cho cuộc đời mình, không có. Nó vô lý, nó không thực tế. Giờ người ta khúc nào mình khúc đó. Nên thành ra đừng, mình, tại sao khi vậy mình thấy bây giờ có chia tay là cũng đúng thôi. Kết thúc cái chu kỳ để mình gặp người mới. Bạn muốn cãi số trời hoài hay là bạn khổ đó. Lá bài thứ 5 nó đại diện cho một cái năng lượng. Và các bạn phải biết là năng lượng đây nó nói vào cái vấn đề là cái lời khuyên nào để cho các bạn thoát khỏi cái việc này. Thì lời khuyên ở đây là gì? Lá bài 6 tiền xuất hiện. Là các bạn không biết cho đi. Bạn hiểu ý mình không? Ở đây nè, khi lá bài 6 tiền xuất hiện, bạn thấy không? Thẳng nè, là một người phụ nữ. Cô ta có 2 cái phần quà trên tay. Những cái người này ngồi quỳ gối, họ xin cái phần quà này thì cô ta sẵn sàng trao đi, cho đi. Cho em nè, cho anh nè, cho em, cho anh nè, mình cho nè. Nhưng mà khi ra ngược vậy nè, là sao? Là chúng ta ích kỷ, chúng ta không có cho. Chúng ta bo, chúng ta ích kỷ đến nỗi mà người ta xin không cho luôn. Không cho sao nhận. Cái này năng lượng 2 chiều với bạn. Có thể là bạn cho nhiều quá người ta không cho bạn lại. Có thể là cái năng lượng là năng lượng của người kia luôn, chứ không phải mình nói bạn. Bản thân ở đây trong mối quan hệ này, các bạn gặp một vấn đề là một người không biết cho đi là cái gì. Một người vô cùng ích kỷ ở đây. Mình không nói bạn, một trong 2 bạn sẽ có một cái năng lượng đó. Cái năng lượng sống ích kỷ, hèn mọn, không biết cho đi, biết giận không, tối ngày ăn không, không biết nấu ăn, tối ngày biết xài tiền, không biết làm ra tiền. Tối ngày tôi cho quá trời cho, nó không cho tôi gì hết. Một năng lượng của sự ích kỷ, một cái năng lượng không biết cho đi là gì. Nên thành ra người mà không biết cho đi vậy, yêu làm gì các bạn? Không nên tìm một cái yêu như vậy.
Tình yêu là gì? Là sự cân bằng giữa cho và nhận. Em tạo giá trị cho anh tạo giá trị cho em thì mới gọi là tình yêu các bạn. Đẹp lắm. Giờ mình nghiệm đi. Người ta mà không cho có gì là chia tay đi. Bây giờ mình khuyên các bạn chia tay, mình không mang tội, biết tại sao? Tại vì mình là giúp các bạn thoát ra cái ngục tù đó. Chứ ai mà cho hoài mệt lắm các bạn. Cho hoài mất còn chửi mình nữa đó. Tại vì sau này mình không cho nó chửi mình chứ sao? Mình cho người ta một lần, người ta cảm ơn. Mình cho lần thứ hai, người ta thấy không có gì đặc biệt. Cho lần thứ ba, nó phải cho tao thôi. Cho lần thứ tư, mày phải cho tao thôi. Cho lần thứ sáu, bắt buộc phải cho ha. Cho lần thứ bảy, giờ không cho hả? Vậy thôi, vậy cái năng lượng. Cái năng lượng mà bạn cho đi, mà nó bạn càng cho là họ càng lên mặt, họ càng leo thang á. Vâng, lúc đầu dễ thương lắm nha. Đến lần cho lần thứ bảy, giờ cho không? Rồi lần thứ tám thử không cho đi, đốt nhà bạn luôn đó. Tại vì mình vô tình mình tạo cái năng lượng gì, năng lượng hiển nhiên. Bây giờ không làm cũng có ăn, không làm cũng có cái chuyện kia, không làm cũng có người nuôi, không làm cái gì không làm cũng có. Thành ra họ tưởng họ được thiệt các bạn. Tại sao mình không tạo cơ hội cho người ta đóng góp vào cái mối tình này? Mình là một trong những cái nguyên nhân để đẩy người ta tới chuyện đó. Nên tại sao ở đây mình biết có rất nhiều bạn đó. Tại sao em á hy sinh cho anh nó quá trời luôn, cho anh hết tất cả, muốn cho đủ thứ, anh nó muốn cái gì em cũng chiều hết đó. Đó, chia tay là gì vậy đó? Mình khờ, mình dại khi mình cho đi, vậy là mình đang bị sống sai năng lượng. Mình vô tình mình tiếp tay cho xong. Nên đừng có khóc, đừng có than ở đây. Tại vì mình, ai biểu cho làm chi? Đừng có nghĩ cho là đạo đức, cho lương thiện ha. Mình cho là mình ác, mình đang đối xử, mình đang vô tình mình đẩy người ta vô cái xấu mình không biết. Mình vô tình mình tiếp tay cho giặc mình không biết. Mình vô tình mình nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm già mình không biết. Chính mình là cái tác nhân gây ra cái hậu quả này. Tại sao mình tạo cho tâm lý hiển nhiên? Riết người ta làm biến, người ta không đóng góp chứ. Mà không đóng góp rồi đó, không cho đi ha. Yêu không yêu, nó chửi, nó mắng, nó quán trách, nó hờn giận. Một cái hờn giận quán trách này, xin lỗi, nó đắt chết, nó cũng không quên nha các bạn. Nên làm ơn nha, ai mà nói là bây giờ cho hoài là lấp nha. Tôi bị lấp, tôi bị ghét cái năng lượng lắm. Đừng có nghĩ là hy sinh gia đình. Em hy sinh gia đình em cho hết gia đình. Em cho không cho ba, em trả nợ cho ba, em cho trả nợ cho mẹ em. Vô tình các bạn á, tổng nghiệp với người ta đó. Đừng có nghĩ vậy là đạo đức, đừng nghĩ mình là lương thiện, không có. Bạn là kẻ ác. Kẻ ác nhất trong cái thế giới này. Khi bạn tước đoạt đi cái quyền làm người của người ta, tước quyền đi cái quyền mà sinh nhai của ta, tước quyền cái lao động, cái bạn biến thành một con người lao động, một con người lười biếng. Người ta đánh bài, cái bạn chẳng trả tiền ta, bạn vô tình tiếp ta cho tệ nạn. Thí dụ như bây giờ người ta đánh bài, người ta mắc nợ, mình đi làm trả nợ cho người đánh bài đó, vô tình tiếp ta cho tệ nạn xã hội. Hoặc là bây giờ mình có tiền mình trao nó cho nó đi ngoại tình, vô tình tiếp tay cho nó tệ nạn cái gì đó không biết. Và thấy cái sự cho đi mình, cái cho đi nó hại lắm các bạn. Đó chính xác, cộng rắn về nhà đúng. Cho đi, nó không cho nữa phong, về nhà nó bắt đầu nó cãi tụng lấy tiền. Không cho tiền nó dẫn vợ nhỏ nó về ở luôn. Cái hy sinh đây là cái hy sinh gì? Chứ không phải hy sinh. Mà cái này là mình tiếp tay cho giặc. Mình biết là mình nói cái này rất đụng chạm tới nhiều người, nhưng mà mình muốn thức tỉnh các bạn thấy. Các bạn đừng có nghĩ là mình cao thượng. Nên mà ai mà vô nhắn tin em cho anh đó nhiều lắm, tại sao nó bỏ em, là mình gấp liền tức khắc, mình ghét lắm. Trời ơi, đóng chơi ác mà tưởng là thiên thần hả? Các bạn thấy không? Mình đừng có nghĩ mình cho, mình đang đóng chơi ác á. Mình vô tình mình đóng chơi ác, mình không biết. Cái đây mình không trách các bạn, tại vì các bạn không có hiểu được cái vấn đề. Các bạn không có hiểu được cái tâm lý của con người, nên các bạn hành xử bị sai thôi. Chứ cái tâm bạn tốt, vô tình cái tâm mình tốt á, mình đẩy người ta vô cái xấu mình không biết. Mình bây giờ biết rồi nè, giờ nghe trả bài này xong mình thay đổi đi các bạn. Bây giờ em giặt đồ anh phải rửa chén ha. Bây giờ em bỏ 500.000 anh phải 550 ha. Bây giờ em đón thằng nhỏ anh phải đón thằng lớn ha. Bây giờ là em nấu cơm anh phải xào rau ha. Bây giờ em giặt đồ anh phơi đồ nha. Nó không làm bỏ. Phải vậy đó, nó không làm bỏ. Tại sao?
cái mình làm cho người ta đóng góp trong tình cảm vậy, người ta mới yêu mình các bạn. Người ta thấy người ta bỏ công bỏ sức, người ta bỏ mình, người ta tiếc. Đó, ai biết cho mượn tiền làm gì? Con trai nó thiệt bạn, con trai nó có hai lựa. Con trai nó ghê lắm. Con trai nó có hai đường nha. Nó sẽ đi lấy tiền cái người nó không thích, nó cho cái người nó thích. 80% con trai là vậy. Tâm lý học luôn đó nha, chứ không phải là mình nói đâu. 80% là con trai nó hay là nó sẽ quen lúc hai người. Nó lấy tiền của con nhỏ nó không thích, nó đi cho con nhỏ nó thích. Thì giờ bạn muốn bạn là ai? Bạn muốn mình là con nhỏ được cung phụng, hay là bạn muốn con nhỏ là tru tiền để nó nuôi gái? Suy nghĩ đi. Nên mà hằng nào nó xin tiền, nó mượn tiền là bỏ nó liền ngay tức khắc. Lấy tiền cho gái đó mới chế. Nó làm ăn phải thấy hành quả, phải thấy ra cái sự việc, chứ không. Ta nói rồi, con trai một khi nó định là không bao giờ cái bạn thoát được đâu. Con gái sinh ra là dạy trai rồi, khỏi cần nói. Cái này là vũ trụ sắp xếp cái bạn dạy trai lắm. Nhưng mà mình nói với bạn nghe, từ hồi xưa mấy, từ lịch sử loài người diễn ra rồi, ai mà mang lượng nam là có xu hướng là lấy bên người không thích cho cái người mình thích lắm. Cái kiểu sao? Cái kiểu đúng không? Bạn, cái xã hội là vậy mà. Giờ mình cũng vậy thôi, mình cũng hay lấy cái người mình không thích cho cái người mình thích. Nhưng mà con trai nó làm rõ hơn đó, bỏ là ok đó. Chúc mừng mình, Maria, bạn hiểu cái vấn đề đó. Bạn thấy không, bây giờ nè, cái nợ nần nè, có phải là cái nợ nần nè, cái bất công nè, những cái việc mà bạn thấy là tất cả những cái nghèo đói, những cái bất công, nợ nần, tất cả mọi thứ đây bóc lột các bạn, nó diễn ra tại vì mình cho quá nhiều. Mình cho không tới nỗi là mình âm luôn, mình dám mượn nợ mình cho luôn. Mình cho tình cảm, mình cho tiền bạc, cuối cùng sao? Nó cũng bỏ mình đi thôi các bạn. Tại sao? Tạo nên tâm lý hiển nhiên rồi. Ở đâu mà có tâm lý hiển nhiên ở đó, là ở đó có xảy ra sự quán trách, là ở đó sự có sự gạch chia đôi, tổn thương đó. Thành ra đừng có cho nữa. À, thiệt đó, nói thiệt. Mình cho sao? Mình sẽ khôn chứ. Biết lượng, biết là nhìn cái mắt, nhìn xuống cho kỹ ra có đáng cho, lý do gì, tại sao cho con nhỏ áo vàng, cho con nhỏ áo xanh. Sự cân bằng, thấy không? Không có bên trọng, bên nào, bên nào mà trọng thôi nó trì xuống liền, thấy không? Giờ bây giờ mình phải sáng suốt hơn khi mình đặt niềm tin của mình ở ai, thứ hai là mình giúp đỡ ai, chứ không phải mình mù quáng trong sự giúp đỡ người khác nữa. Lúc nào cũng nhớ cho mình, mình cho là mình tiếp tay cho giặc, nên nhớ câu đó. Mình cho là mình ác, tại vì mình cho kia xấu là mình cộng nghiệp. Thí dụ bạn cho cái người đó, họ lấy cái tiền đó họ đánh bài, họ làm cái gì đó mà xấu xí tệ nạn đi, có phải là mình vô tình mình tiếp tay cho giặc không? Có ra tòa đi, hay là mình cũng mang tội đồng phạm đó các bạn. Bạn hiểu câu này không? Thí dụ cái người đó họ mượn cho tiền đó, họ làm cái gì xấu, họ đánh lộn đánh đạo đi, ra tòa đi ha, họ lấy cái tiền đó họ mua cái hung khủ đi, bạn ra tòa bạn mang tội đồng phạm đó. Cho bạn hiểu cái lý do tại sao cái cho mình phải suy nghĩ là vậy đó. Mình nói cụ thể qua phần mặt pháp luật, các bạn hiểu được là cái cho của mình là phải sáng suốt. Và ở đây cái bài cuối cùng là gì? Nếu như mà các bạn thấy tất cả những thứ này đã trải qua một cái im su mình giải quyết hết rồi, thì cái gì mà các bạn dứt thì cho thấy những tháng cuối năm này các bạn sẽ lại được yêu. Ở đây không có dấu hiệu người cũng quay về nha, một tình yêu mới hoàn toàn. Trải bài này không phải người cũng quay về, một chút xíu mình sẽ coi thêm có người cũng quay về không. Nhưng mà ở đây là người cũ quay về dưới điều kiện người ta phải thay đổi tính tình mới quay về các bạn. Chứ người ta y chang chạy lấy gì nữa. Tự nhiên biết cái hàng đó là giặc mà cứ lấy về cho nó phá hoại gia can hoài là mình khờ, là mình dại, các bạn thấy đúng không? Bây giờ muốn người yêu cũ quay về phải coi nó có sửa chưa? Hay nó cũng y chang, nó vẫn cờ bạc, nó vẫn gái hú. Mình lấy gì, lấy gì mình đổi nó thành ông nội hả? Để mình hầu hạ tiếp, mình đau khổ tiếp hả? Cái gì cũng vậy, muốn quay về thì phải xem cái năng lượng người đó có thích hợp với mình không. Chứ không phải quay về rồi cuối cùng y chang thì thôi đừng quay cho nó khỏe. Bản thân mình thấy quay về để mình có cái năng lượng người đó, người ta có sửa đổi không? Người ta thay đổi cái hành xử, người ta có chịu làm ăn không? Người ta có chịu cho đi, người ta có chịu nhường mình không? Người ta có chịu ân cần không? Lúc đó mới suy xét chuyện quay lại các bạn. Chứ gặp lại y chang vậy,
thôi thì anh đi luôn đi, em đi luôn đi, tôi không cần cái tình cảm đó nữa. Và ở đây là bài Hailey này, cho thấy bạn sẽ có một cái mối quan hệ hòa hợp về tình yêu. Các bạn bắt chấp cái thử thách, những cái thử thách này nè, nhớ chưa, quá trời thử thách luôn nè. 86 kiếp nạn của mối tình trước, hay là nè, 86 kiếp nạn của mối tình trước, bài học quá trời, bài học. Bốn cái bài học lớn. Vũ câu nói rồi bạn sẽ được yêu tiếp, sẽ được yêu tiếp, nhưng mà có thấy cái bài học chưa, có rút kinh nghiệm chưa? Hả, cũng giống y chang vậy, cũng là ích kỷ kiêu ngạo, cũng đam mê dục của vật chất, cũng bất chấp gây tổn thương cho nhau, cũng cho nhiều hoài không để cho người ta thiếu về giá trị, thì vòng lặp. Nếu như bạn cảm thấy mình chưa học được gì hết, làm sao vũ trụ trả mình về số mô rồi nè, làm tiếp vòng nữa, khổ tiếp. Bây giờ em thấy cái đường này nó khổ rồi, thôi em học hỏi, em sửa đổi, em thay đổi để em đi giường khác, em lội ngược dòng. Tại vì mình biết chắc mình đi dòng này mình khổ tiếp mà, mắc mới đi lại bạn. Bây giờ nếu như bạn nào chọn muốn đi dòng này lại đó là ok thôi, mình cũng không đúng không sai nha. Ở đây bạn chọn khổ là mình khổ mình sướng cũng được, không sao, mình chấp nhận. Nhưng mà các bạn muốn khác, mình phải lội ngược dòng, mình phải sống khác cái năng lượng hồi xưa của mình. Nếu như hiện tại bây giờ mình sống như hồi trang giờ, suy nghĩ mình giống như hồi xưa giờ, thì chắc chắn cái vòng lặp này cũng là hai ly nè, nhưng mà nó tái diễn những cái chuyện hồi xưa lại. Do đó bạn sẽ được yêu, sẽ gặp được chân mình thân tử, cũng yêu nồng cháy lắm. Nhưng mà quan trọng bạn có học được bài học của nghiệp báo, bạn có học được bài học của 86 kiếp nạn hay chưa, thì bạn mới là đường tăng thành Phật, bạn mới thỉnh kinh được các bạn. Còn nếu như mình cứ lặn chìm trong cái việc này thì mãi mãi không được thôi. Và kế tiếp mình sẽ xin thêm là thông điệp của vũ trụ gửi cho bạn gì, các bạn sẽ thu hút những việc gì trong những tháng cuối năm này. Thì ở đây cho thấy rồi đó, tình yêu đó, tình vui các bạn là tình yêu á, tình yêu tiến tới cam kết luôn. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải sống khác, và các bạn phải thấy cái người đó có thay đổi hay không, muốn quay lại, và tìm cái người nào có cùng năng lượng giống nãy giờ mình nói, là cái năng lượng biết cho đi, cái năng lượng biết tạo giá trị, cái năng lượng biết khách sáo với mình, cái năng lượng biết kiềm chế bản thân cảm xúc, thì các bạn mới quen nha. Bây giờ lúc mà chưa yêu nhau đi tìm trai tìm gái, làm ơn